Kính thưa quý vị, tuyến xe buýt chở khách đầu tiên đã được lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn nối quận 1 với quận 2 đã chính thức hoạt động. Và đây là tuyến có lượng khách khá đông khi đưa vào hoạt động với kỳ vọng là sẽ góp phần giảm tải lưu thông cho khu vực cầu Sài Gòn. Tuyến mang số hiệu 35 trước đây chỉ chạy quanh quận 1. Từ đầu tháng 10, tuyến này đã thay đổi lộ trình đi vào đại lộ Võ Văn Kiệt qua hầm vượt sông Sài Gòn rồi đi vào đường Mai Chí Thọ, quận 2. Sau đó xe buýt sẽ đi vào các đường Trần Não, Lương Định Của, công viên Thảo Điền và ngược lại. Tuyến 35 thì trung bình 5 giờ 45 ở đầu Hoàng Sa, 6 giờ thì ở đầu Thảo Điền. Tuyến này một ngày chạy 120 chuyến, tổng cộng là 12 xe, là với xe chất lượng cao, là thùng bán vé bán tự động, là lái xe, là đội ngũ lái xe rất là chuyên nghiệp. Tổng chiều dài của tuyến là 16 km với 120 chuyến một ngày, dự kiến mỗi ngày ở hai đầu bến là Hoàng Sa và công viên Thảo Điền. Việc mở tuyến xe buýt 35 hầm vượt sông Sài Gòn nhằm tránh cho các cầu Sài Gòn bị quá tải, nhất là vào giờ cao điểm.